Ngỏ ý muốn tái hợp với Trương Quỳnh Anh, những chia sẻ đầy ẩn ý của Tim mới đây trên trang cá nhân khiến mọi người cho rằng nam ca sĩ muốn quay lại bên vợ cũ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Sau thời gian ở Mỹ, Tim về nước thăm con trai, nam ca sĩ dành nhiều thời gian bên bé Susie. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hạnh hắc con học bài, đưa cậu bé đi biển Vũng Tàu. Cùng với những hình ảnh bên con trai, Trương Quỳnh Anh dòng ca Một Vòng Trái Đất cùng anh ý thể hiện tình cảm dành cho Trương Quỳnh Anh. Ngày hôm qua, Hữu Duyên xem được một clip của anh Johnny Chí Nguyễn nói về hạnh phúc, mới hiểu ra mình đang sống với quá nhiều áp lực và gánh nặng. Hạnh phúc là khi mình buông bỏ hết quá khứ, tận hưởng hiện tại. Mấy nay Susie ngày nào cũng đòi đi bắt ốc, thế là chở con đi biển liền. Hạnh phúc là đây mà bấy lâu nay ta cứ tìm kiếm xa xôi. Dù vẫn có thiếu một người rất quan trọng, nhưng mình tin đến một lúc nào đó chúng mình sẽ lại đoàn tụ. Where me you? Tim viết, dù nam ca sĩ không nhắc đến tên Trương Quỳnh Anh, nhưng qua dòng chia sẻ của anh, mọi người đều cho rằng đó là nữ diễn viên. Ở phần bình luận, nhiều khán giả khen bé Susie càng lớn càng đáng yêu. Mọi người cho rằng Tim tái hợp với Trương Quỳnh Anh sẽ là điều tốt đẹp cho con. Về với Quỳnh Anh thôi Tim ơi, các bạn rất đẹp đôi, tôi rất vui khi biết gia đình bạn lại đoàn tụ, cầu mong gia đình sẽ đoàn tụ, chúc hai bạn sẽ trở về bên nhau. Đó là những lời nhắn của khán giả. Trước đó, Tim cũng thể hiện sự quan tâm dành cho vợ cũ khi chia sẻ link MV mới của cô kèm lời chúc, anh chúc MV mới của em đạt triệu view, anh vẫn ở địa chỉ cũ em nhé. Sau khi ly hôn, đây là thời gian Tim tích cực thể hiện tình cảm với vợ cũ. Vì vậy, mọi người cho rằng nam ca sĩ đang cố gắng hàn gắn tình cảm với Trương Quỳnh Anh. Về phía nữ diễn viên, sau những dòng chia sẻ của Tim, cô viết ẩn ý trên trang cá nhân: để gặp nhau thì cần có duyên, còn ở bên nhau không phải cần có phần mà cần có rất nhiều cố gắng. Trao đổi với người đại diện của Trương Quỳnh Anh về chuyện tái hợp của vợ chồng nữ diễn viên, người này nói: anh Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy bé Susie, nhưng chuyện tình cảm của cả hai đã kết thúc. Năm 2018, Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn sau 10 năm gắn bó. Trước đó, cặp đôi vướng quá nhiều ồn ào, như tin đồn nữ diễn viên phim Giả Tình Thật với đàn anh Bình Minh.